Ôi. Ông bắn thế tôi chịu rồi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Mình vừa có test xong cái phần gaming ở trên Google Pixel 5 với tựa game đầu tiên là Liên Quân Mobile các bạn ạ. Đây, cái về setting này các bạn có thể mức độ ạ, cái độ phân giải là siêu cao. Về FPS này, thiết lập là cao, xa, đấy. Về cái trải nghiệm gaming ở trên sản phẩm này với tựa game đầu tiên nhẹ nhất ấy, Liên Quân thì mình thấy nó nóng lên khá là nhanh nhá. Mượt mà thì mình thấy rất ok luôn. Em này trang bị chip là Snapdragon 765G, một con chip có thể nói là quốc dân ngày trước rồi. Đây, pin cho em này thì không phải là quá cao đâu. Thời gian on screen thì nó rơi vào khoảng đâu đó là khoảng hơn 4 tiếng thôi. Và với một sản phẩm mà, đây các bạn nhìn này, đẹp keng nha, hàng 98%, mức giá cực kỳ rẻ luôn. Bạn nào có quan tâm tới Google Pixel 5 có thể click vào cái phần mô tả của video nha. Mình vào game rồi đây, cái server mình chơi là server quốc tế nhá. Còn VNG Việt Nam vẫn chưa vào được anh em ạ. Rồi mình cho Very High, Very High hết này. Đây, Smith, rồi cái gì bật lên được sẽ cho lên. Battle. Ok. Rồi, hiện tại này, chờ một cái nó wifi, độ sáng để tầm khoảng 80% nha. Và đang còn 78% pin. Cho độ sáng cao thêm nhá. Ê, cái cả. Được bạn ơi. Máy quá vẫn đi này. Anh em thấy không? Nhặt ảo Magada không? Do mạng hay do server bên này nhỉ? Lần đầu tiên mình chơi server bên này đấy. FPS nó dao động loanh quanh khoảng 39 đến 41 các bạn. Mà chơi còn có khoảng 9 phút nhiệt độ tăng lên khá cao rồi. Ảo không? Ảo không? Bắn mãi nó không hiện tượng gì luôn ấy. Mạng mình làm sao ấy nhỉ? Đây, nhạc độ không được anh em này. Ôi ôi. Vừa nãy mình chơi một trận Liên Quân, nhiệt độ tăng lên tầm khoảng 37-38 độ các bạn nha. Trong khoảng 15 phút chơi thôi. Em này nhiệt độ nóng lên rất nhanh. Sao nhạc độ kiểu gì anh em ạ? Nhạc nó khó chịu thật. Này, đồ đã full đâu. Trời ơi. Phê rồi anh em. What? Server nước ngoài kiểu gì nhở? Do mạng lag quá anh em ạ. Mình chơi trận mới nhá. Và mình có lắp sim vào này, dùng hẳn 4G để chơi luôn. Về cái mặt setting mình sẽ đổi một xíu, là để 2, max là 60 này. Mấy cái đồ họa này mình sẽ giữ nguyên nhá. Và sẽ chơi một trận khác đi. Ok. Do mình chưa bằng sim nên là không kết nối Prodoc các bạn ạ. Thì có giật lag gì mình sẽ bảo anh em nhá. Bảo sao vừa rồi mình chơi thì đơ. Nó do mạng anh em ạ. À, đông vui quá. Giờ thế nào. Em Pixel 5 này loa không phải là quá to anh em nhá. Loa nhẹ nhàng thôi. Đâu rồi? Đó. Bắn mình gâu cho dễ này. Ở trong game tôi đã được khoảng 35 phút rồi. Nhiệt độ nó phải lên đến tầm khoảng lên đến khoảng 45-46 độ. Ui. Ui. Ôi. Ông bắn thế tôi chịu rồi. Con lợn này. Bắn ghê thật đấy. Mày có vật sống anh em ạ. Ôi.
Đấy. Ôi. Hai móng ơi. Đấy, toàn chạm vào cái chạm cảm biến vân tay ở đằng sau thôi. Mình setting cái vuốt ấy. Uầy, chỗ này đông thế. 1 2 3 4 cái rip hết một lượt này. Ai à? Khu này đông thật đấy. Thôi chạy bo nhá. Đây con máu này. Ok. 3 người nữa. Tiếng bước chân. Đây anh em ơi. Xuống solo nhá. Mình phun máu mà lo gì. Nó trong nhà này. Ui lá. Ui lá quanh. Ui lá. Ui lá quanh em ơi. Ui lắc vãi trưởng. Rồi mình dừng lại đây nha. Chơi được khoảng 43 phút COD này. Ở trong trận game đấy. Hiện tại còn 61% pin. Nhiệt độ mặt trước 48,5 độ C. Nhiệt độ mặt sau lên đến 50,9, 51 độ các bạn. Mình vừa có trải nghiệm xong hiệu năng trên Google Pixel 5 với con chip Snap 765G. Nếu mà game nhẹ nhàng liên quân hay là tốc chiến ấy, thì với con chip này nha, vẫn có thể chiến một cách ngon lành. Còn tựa game chung mình khá trở lên, ví dụ mình vừa chơi đấy là COD, các bạn có thể để cái mức đồ họa nhẹ nhàng tình cảm thôi thì trải nghiệm chơi game chung mình khá nó sẽ ổn định hơn nha. Thì các bạn cảm thấy sao về Google Pixel 5? Đây, có thiết kế này. Vẫn là thiết kế bằng nhựa thôi, nhưng về cái trải nghiệm cầm nắm nha và nhỏ gọn thì Google Pixel 5 nó rất là ok. Và mức giá rẻ nhất Google Pixel 5 mình sẽ để đường link ở phần mô tả và bình luận game cho bạn nào quan tâm nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.